Chào mừng bạn đến với Trương Định TV nhé. Hôm nay thử thách xem ai tinh mắt hơn nhé. Câu số 1. Tìm hình khác biệt nhất. Khác nhau chỗ con mắt này. Câu số 2. Tìm hai hình giống nhau nhé. Nằm đây này. Câu số 3. Tìm hình khác biệt. Tìm gặp rồi này. Câu số 4. Tìm hai hình giống nhau nhé. Hai cây thông này giống nhau nhé. Câu số 5. Tìm hình khác biệt tiếp nhé. Câu số 6. Tìm hình nào không giống nhau. Mặt này khác này. Câu số 7. Tìm ngôi nhà khác biệt này. Sáu cánh cửa khác này. Câu số 8. Hình mèo nào khác đây? Trốn đâu cho thoát? Câu số 9. Tìm hình xấu xí nhất này. Rồi. Câu cuối cùng, hình nào khác nhất đây? Đây rồi. Chúc các bạn vui vẻ nhé. Nếu thấy hay, nhớ đăng ký ủng hộ mình nhé.